Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay cũng là những ngày cuối năm của năm Kỷ Hợi, chuẩn bị bước sang năm Canh Tý. Trước hết, mình xin mến chúc quý vị và các bạn đón một mùa xuân an vui và hạnh phúc. Và sau đây ngồi nhâm nhi ly trà để nghe một vài tư liệu sử của Thiên Chúa Giáo, hay còn gọi là lịch sử đen của Công Giáo. Phần thứ 6, núi tội ác thứ 4, 300 năm săn lùng phù thủy, đa số là phụ nữ. Rindic Dikatich năm 1596, năm 1650. Triết gia Pháp, những người đã trở thành quá quen đi với bóng tối, đã tìm yếu đi cặp mắt của mình đến độ không thể chịu đựng ánh sáng ban ngày. Tiến sĩ Bernardo nhận định những tín đồ Công Giáo đang sống trong cái bóng tối dày đặc của giáo hội La Mã. Stopford ở Brock năm 1831, năm 1916. Mục sư Anh Ái Nhĩ Lan, nếu 1000 niềm tin cổ xưa bị sụp đổ trong cuộc hành trình của chúng ta đi tới chân lý, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình. Tây Phương đang tiếp tục cuộc hành trình này. Bởi vậy, giáo hoàng Benedict XVI đã phải than, ở Âu Châu, Úc và Mỹ không còn bằng chứng là con người còn cần đến Thượng Đế, đừng nói đến Chúa Kitô. Maury MacTerlin năm 1862, năm 1949. Tác giả người Bỉ, một sự thật làm chúng ta đau lòng, vì nó là sự thật thì có giá trị hơn là những giá trị giả dối gây thích thú cho chúng ta rất nhiều. Samuel Butler viết: người Kitô không sợ tội lỗi, chỉ sợ sự thật. Học giả và nhà thần học người Đức Joachim Kohn: người nào chưa bao giờ thấy mình căm phẫn Kitô giáo thì chưa bao giờ thực sự biết về Kitô giáo. Trong phần gián nhập, chúng ta đã biết Hồng Y John Connor, tổng giám mục giáo phận New York, đã nhận định như sau: sau khi giáo hoàng John Paul đệ nhị xưng thú bày nội bảy núi tội ác của giáo hội Công Giáo trước thế giới, hầu hết các tín đồ Công Giáo không biết đến cái lịch sử mà giáo hoàng nói đến. Và nếu tín đồ Công Giáo phải được thực sự giải phóng thì họ phải biết sự thật đó như thế nào. Vì đã quen đi trong bóng tối, cho nên chúng ta thấy rõ các tín đồ Công Giáo, nhất là những tín đồ Công Giáo Việt Nam, không chịu được ánh sáng của những sự thật về tôn giáo của họ. Bài viết này có mục đích nghiên cứu một trong những trang sử đen tối nhất của Công Giáo La Mã và Tin Lành, chủ trương săn lùng phù thủy kéo dài từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 18 ở khắp Âu Châu, với cao điểm cực kỳ dã man tàn bạo trong 300 năm, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ thứ 17, như sẽ được trình bày qua một tài liệu trong một phần chủ trương săn lùng phù thủy cũng được Tin Lành áp dụng ở Mỹ, Salem và Boston. Massachusetts năm 1692, 19 người bị treo cổ vì bị kết tội là phù thủy, 150 người bị giam tù. Robin đã gọi mấy trăm năm săn lùng và giết hại phù thủy này là cơn ác mộng làm mọi người sửng sốt, tội ác nhơ nhút nhất và sự ô nhục sâu thẳm nhất của nền văn minh Tây Phương. Và Helen Albert cũng viết: số lớn người bị bạo hành và giết bỏ, cũng như tác động của quan niệm thông thường về Thiên Chúa, làm cho những cuộc săn lùng phù thủy là một trong những chương sử đen tối nhất của nhân loại. Bài viết này không ngoài mục đích là theo lời Hồng Y John Connor, giúp cho các tín đồ Công Giáo và Tin Lành Việt Nam biết về một sự thật về những tội ác của Kitô giáo
hy vọng có thể được sự thật giải phóng. Nếu họ có đủ can đảm bỏ được cái tâm cảnh sợ sự thật. Đã vài lần tôi đặt trước giới trí thức Công giáo với linh mục câu hỏi: tại sao giáo hội Công giáo, một giáo hội do chính Chúa thành lập, thường tự xưng là thánh thiện, là ánh sáng của nhân loại, là quán vương, quyền công bằng và bác ái, được thánh linh hướng dẫn vân vân, lại có thể phạm những tội ác vô tiền khoan hậu trong suốt 2000 năm nay đối với nhân loại như vậy, trong khi các đạo khác, thí dụ như đạo Phật, thường bị Kitô giáo và các chính giáo hoàng trên bao đệ nhị trong cuốn Bước qua ngưỡng cửa hy vọng chụp cho cái mũ vô thần lên đầu, lại không hề làm đổ một giọt máu hoặc gây nên bất cứ một phương hại nào cho con người trong quá trình truyền bá trải dài hơn 2500 năm. Từ trước Kitô giáo hơn 500 năm, tại sao và tại sao? Cho tới nay, tôi chưa thấy một lời giải đáp nào về phía Công giáo, từ giáo hoàng trở xuống cho tới các con chiên. Họ không muốn và không thể trả lời câu hỏi này. Và họ cũng không dám chấp nhận sự thật là giáo hội Công giáo không do Chúa thành lập, trái với Chúa phán trong Tân Ước là ngày tận thế sẽ tới ngay khi một số tông đồ ông còn sống. Vậy lập ra giáo hội để làm gì? Giáo hội Công giáo cũng không phải là thánh thiện, là ánh sáng của nhân loại, là quán quân về công bằng và bác ái, được thánh linh hướng dẫn vân vân. Xét đến lịch sử ô nhục đẫm máu của giáo hội đã được trình bày sơ lược trong 3 phần trước, tất cả chỉ là những điều dối trá lừa bịp tín đồ thấp kém. Vậy thì làm sao họ có thể trả lời câu hỏi trên? Cho nên họ phải giữ im lặng, hy vọng đó là về giải pháp tốt nhất để tín đồ trong ngục tù tâm tối của tâm linh. Tuy họ không trả lời, nhưng tôi sẽ tiếp tục nhắc đi nhắc lại câu hỏi trên. Và tôi hy vọng những người ngoại đạo mỗi khi đối thoại với Công giáo, trước hết hãy mang câu hỏi này ra đặt với họ xem họ trả lời ra sao. Có một câu trả lời có tính cách mạ lị đầu óc con người mà giáo hội thường dùng để giải thích, đó là đám tín đồ thấp kém. Những điều không thể giải thích được đó là ý Chúa, mà ý Chúa thì con người không thể nào hiểu nổi. Nhưng rồi mặt khác, giáo hội lại diễn giải Kinh Thánh, đặt ra những tín lý đều nói là theo ý Chúa cả. Tuy rằng theo định nghĩa về Chúa của họ, con người không ai có thể hiểu được ý Chúa. Ngoài ra, như chúng ta đã biết, phát động một cuộc thập ác chinh kích động tín đồ đi giết người ngoại đạo cũng được giáo hoàng nói đó là ý Chúa. Và con người vì một cái bánh vẽ trên trời vẫn tiếp tục lao đầu vào vòng mê tín để cho giáo hội khai thác, tự tạo quyền lực và quơ quét của cải thế gian. Tâm cảnh nô lệ Vatican của các giáo hội Công giáo địa phương, trong đó có Việt Nam, và tài sản của Vatican đã lên tới hàng ngàn tỷ đô la. Trong khi giáo hội và các linh mục thuộc hạ của giáo hội ở Việt Nam vẫn quảng cáo Công giáo là tôn giáo của người nghèo. Và là những bằng chứng chứng minh rõ ràng hơn hết sự khai thác tâm linh, tín đồ và vơ quét của cải thế gian của Vatican. Nguyên nhân của chủ trương săn lùng phù thủy, nguyên nhân từ đâu mà Kitô giáo, Công giáo cũng như Tin Lành lại chủ trương săn lùng để tiêu diệt phù thủy? Tuyệt đại đa số là phụ nữ, chính là vì đầu óc quá hẹp hòi, mê tín, u mê, cuồng tín của những người lãnh đạo giáo hội, tuyệt đối tin vào những điều không thể tin được trong Thánh Kinh, cộng với lòng tham lam vơ quét tích tụ của cải thế gian, và cộng với tâm cảnh giáo phụ coi thường nhục mạ phái nữ. Do đó những bậc lãnh đạo Kitô giáo đã cùng nhau dẫn dắt đám tín đồ thấp kém đi vào ma đạo. Vì để có ma đạo mới có thể có một lịch sử với nhiều tội ác như vậy. Ai không đồng ý xin lên tiếng. Cha Lân Nguyễn, một trí thức Công giáo tỉnh ngộ, trong bài viết về quan niệm về phụ nữ của đạo Do Thái và đạo Kitô, có viết về đề tài tội ác giả mang đối với phụ nữ của Công giáo La Mã và thể phản giáo dưới chiêu bài
diệt nạn phù thủy một cách hết sức tóm tắt như sau. Tác phẩm Búa Phù Thủy do bác sĩ Trần Quý Nhu dịch, giao điểm xuất bản hè năm 2003, nguyên tác bằng tiếng Latin, của hai linh mục Quang Án Đạo và Henrik Kahner và Jacob Suppan. Linh mục dòng Đa Minh, tác phẩm được xuất bản lần đầu vào năm 1486 để làm tài liệu chính thức cho các quan tòa án đạo sử dụng. Mấy trang đầu sách có in sắc lệnh 1482 của giáo hoàng Innocent thứ 8. Sắc lệnh của giáo hoàng là văn kiện luật pháp tối cao chỉ đạo công giáo thuộc cuộc diện phù thủy. Đây là chứng tích không thể chối cãi về một thời kỳ kinh hoàng cho phụ nữ kéo dài 300 năm, 1450 đến 1750. Bất cứ một phụ nữ nào có thể dễ dàng bị ghép vào một tội phù thủy. Người phụ nữ có thể bị người hàng xóm thù ghét vu cáo cho tội đã dùng bùa phép làm chết con bò hay con ngựa của hắn ta. Thế là người phụ nữ có thể bị truy tố ra tòa án đạo, kết tội là phù thủy, tra tấn cực hình đến khi phải thú nhận. Một phụ nữ bỗng nhiên bị nổi ở trên mặt một vài cái nốt ruồi hay mụn cơm có hình thù đặc biệt khiến cho kẻ mê tín tin đó là dấu hiệu của ma quỷ. Người phụ nữ đó có thể bị kết án về tội phù thủy. Vào đầu thế kỷ 15, các tu sĩ dòng Đa Minh được giáo hoàng cử làm các quan án xử tội phù thủy trong hai thế kỷ 15 và 16. Riêng tại Đức có 100.000 người bị giết bằng cách thiêu sống trên nhà hỏa. Năm 1572, tại Saxony phê duyệt phản giáo Tin Lành, tỏ ra còn khắc khe với phù thủy hơn cả công giáo La Mã. Cuối thế kỷ 16, phe thể phản giáo thiêu sống 20.000 người riêng tại Saxony từ năm 1615 đến 1635. Hơn 5.000 người bị đưa lên giàn hỏa về tội phù thủy tại Trăng Búc. Sắc lệnh 9 ngày 9 tháng 12 năm 1482 của giáo hoàng Innocent thứ 8. Sắc lệnh của giáo hoàng đưa ra nhiều kiến thức lạ lùng về phù thủy, thầy pháp, bói toán. Giáo hoàng cũng đưa ra nhiều niềm tin mê tín của riêng ông ta để dạy dỗ các quan án. Các phù thủy có thể thông đồng với quỷ đực, quỷ cái để gây ra bạo táp, phá hoại mùa màng, giết hại súc vật. Bọn phù thủy đã lạc ra ngoài đức tin công giáo, sa vào tay quỷ dữ và có khả năng sử dụng tà thuật, phù phép, bùa ngải để làm các việc ác. Phù thủy có khả năng vận dụng sự di chuyển các ngôi sao để gây ra bệnh hoạn. Họ kết ước với ma quỷ để có thể biết trước tương lai bằng cách đoán mộng. Đó là tiêu biểu những kiến thức của giáo hoàng về phù thủy. Giáo hoàng đã tán bày theo sự suy tưởng ngu xuẩn của hắn. Giáo hoàng và bọn quan phán án đạo đã vận dụng cái ngu và cái ác của Thiên Chúa trong Kinh Thánh hợp với cái ngu và lòng mê tín ác nghiệt của chúng để tạo thành một căn bản luật pháp tôn giáo. Bọn chúng đã dám dựa vào cái lòng tin ngu xuẩn của chúng để ra lệnh tàn sát bao nhiêu ngàn sinh linh trong 300 năm, từ năm 1450 đến năm 1750. Ít nhất cũng có 200.000 người phụ nữ bị thiêu sống dưới cái tội danh phù thủy vu vơ không có thật. Tội danh này thật sự đã được tạo ra do sự tưởng tượng của những kẻ nặng đầu óc mê tín mà thôi. Phải chăng chắc Lương Nguyễn đã viết đoạn trên một cách vu vơ vô căn cứ? Không hẳn vậy. Trong Thánh Kinh có những câu: ngươi không được để cho một phù thủy được sống, 19:2.26. Thiên Chúa sẽ đối mặt với các kẻ làm thầy pháp và giết hết bọn này trước mặt dân chúng, Livy 20:2.26 đến trang 27. Những kẻ làm phù thủy hoặc bói toán phải được đem ra giết hết. Và giáo hội công giáo La Mã cũng như Tin Lành sau này đã theo đúng
những luật man rợ này của Thiên Chúa trong Kinh Thánh để tiêu diệt những phù thủy. Sản phẩm tưởng tượng của Thiên Chúa trong Kinh Thánh mà Công giáo cũng như Tin Lành tin là có thật hay vu vơ là có thật. Để theo đuổi những mục đích thế tục, bác sĩ Trần Quý Nhu, tác giả bản dịch cuốn Ma Luốc Bùa Phù Thủy của hai linh mục dòng Đa Minh, Henrik và Kanner và Jan, cũng viết trong chương dẫn dập như sau, trang 6. Giáo hội Công giáo không những chỉ tồn tại lượng, lực lượng và những cuộc chiến diệt các nhóm dị giáo, mà còn chú trọng đến việc tiêu trừ những cá nhân lẻ loi về tội tin vào thần khác hay tin vào Thiên Chúa và Giê-xu. Giáo hội Công giáo cũng gọi những thần khác là quỷ sứ, và nhiều cá nhân như thế bị kết tội là phù thủy. Chủ trương diệt phù thủy đã được dạy trong Thánh Kinh. Giê-xu phán rằng: đừng tưởng ta đến để phá luật pháp hay lời các nhà tiên tri trong Cựu Ước. Ta đến không để phá mà để thực hiện toàn vẹn. Ta đoan chắc rằng chừng nào mà trời đất còn tồn tại thì một dấu chấm, một nét phẩy trong luật pháp cũng không được bỏ qua cho đến khi tất cả các luật đều được thi hành trọn vẹn. Một trong những luật man rợ này là 22:18: ngươi không được để cho một phù thủy được sống sót. Chúng ta thấy đấy, từ Chúa Giê-xu cho đến tín đồ các cấp về sau đều tin nhảm, tin nhí vào những luật mà ngày xưa không ai cho rằng là man rợ, thuộc thời bán khai, sản phẩm của những đầu óc chưa mở mang, đặt những sản phẩm này vào đầu một thần theo sự tưởng tượng và mê tín của họ. Thiên Chúa cũng vì vậy mà giám mục John Selby Sphong đã phải than: cuốn Thánh Kinh mang đến cho tôi một Thiên Chúa mà tôi không thể kính trọng, đừng nói đến thờ phụng. Một yếu tố khác góp phần trong cuộc săn lùng tiêu diệt phù thủy của Công giáo La Mã, chúng ta có thể thấy qua một trong 7 núi tội lỗi của giáo hội Công giáo mà giáo hoàng John Paul đệ nhị đã xưng thú cùng thế giới tội lỗi trong sự kỳ thị phái nữ, coi thường phẩm giá phụ nữ. Vậy có lẽ chúng ta cũng nên biết qua Công giáo đã kỳ thị, hạ thấp và nhục mạ phụ nữ như thế nào. Tôi không hiểu một khi phái nữ trong giáo hội Công giáo biết rõ sự kỳ thị, nhục mạ, coi thường phẩm giá phụ nữ thì họ sẽ nghĩ như thế nào về cái giáo hội của họ. Phải chăng đầu óc của họ đã bị nhồi sọ cho nên chỉ cần đến cái bánh vẽ cứu rỗi trên trời và không cần để ý đến chuyện giáo hội đã từng coi họ còn thấp hơn cả súc vật. Sau đây là một số quan điểm về phụ nữ của các bậc thượng phụ trong hội thánh, Công giáo và Kinh Thánh. Thánh Saint Matt ở Alexander 1150-215: mọi phụ nữ đều nên cảm thấy mình nhục nhã vì nghĩ đến điều mình đã sinh ra là đàn bà. Thánh Jeremy 342-420: về phần tôi nói rằng những người con gái đã trưởng thành không được tắm vì họ sẽ cảm thấy xấu hổ nhìn thấy mình trần truồng. Đàn bà là cửa ngõ của quỷ, của đường ác, cái thích của con bọ cạp, nói tóm lại là một vật nguy hiểm. Thánh John 347-407: trong những thú dữ không có con nào gây hại như một con người đàn bà. Trách cứ những người đàn ông đi chơi gái điếm, Thánh John còn phán: các người không chỉ để một gái điếm như là một gái điếm, mà các người còn làm cho nó thành một sát nhân đàn bà, được tạo nên để sinh sản vì các ngươi mà trở thành công cụ của sát nhân, vì gái điếm dùng các phương pháp ngừa thai. Thánh August thêm 354-430: tôi không thấy người đàn bà đã được tạo ra để giúp cho đàn ông như thế nào ngoài mục đích sinh sản. Nếu người đàn bà không giúp đàn ông để sinh con thì họ có thể giúp được gì? Thánh Anthony 1195-1231:
khi các ngươi thấy một người đàn bà, hãy coi như là các ngươi đối diện với không phải là một con người và là chính là một con quỷ. Tiếng nói của người đàn bà là tiếng phun phì phì của con rắn. Thánh Thomas Aquinas 1225-1274. Thiên Chúa đã phạm phải một sai lầm khi sáng tạo ra người đàn bà. Không nên tạo ra cái gì thiếu sót như hoặc hư hỏng như đàn bà. Khi sáng tạo ra những vật đầu tiên do đàn bà không nên tạo ra khi đó. Ôm người đàn bà là ôm một túi phân. Thượng phụ, đàn bà xứng đáng ở vị thế thấp kém và bị khinh khi. Người là cửa ngõ của quỷ. Bothwell, một triết gia công giáo trong thế kỷ 6, đàn bà là một đền thờ xây nên những ống cống. Thánh Phao 7.2.1. Thật tốt cho đàn ông là đừng có dính dáng gì tới một người đàn bà. Thánh Phao 11.2.3. Nhưng tôi muốn các người hiểu rằng Đấng Kitô là chủ nhân của mọi đàn ông, chủ nhân của mọi đàn bà là chồng họ, và chủ nhân của Đấng Kitô là Thượng Đế. Leviticus 12:2.1-5. Một người đàn bà thì không được sạch sẽ 40 ngày sau khi sinh con trai, 80 ngày sau khi sinh con gái. Thánh Phong Tim 2:2.11-12. Hãy để cho người đàn bà học sự phục tùng trong im lặng. Tôi không cho phép người đàn bà nào được giảng dạy hay được quyền hơn người đàn ông. Họ phải giữ im lặng. Phải chăng vì vậy mà cho đến ngày nay giáo hội vẫn không cho phụ nữ làm linh mục? Và ngay trong thời buổi này, ngày 9 tháng 8 năm 2006, mục sư Timothy Labot của Phít Baptist đã giải nhiệm bà Marie Lambert, một thầy giáo dạy các lớp học ngày Chủ nhật trong 54 năm, giải thích là theo đúng lời Thánh Phaolô dạy như trên trong Kinh Thánh. Ông mục sư này dần đến độ không hiểu rằng phụ nữ ngày nay giữ nhiều chức vụ cao cấp trong ngành giáo dục. Martin Luther 1483-1546. Đàn ông thì vai rộng, mông hẹp, do đó họ thông minh. Đàn bà vai hẹp, mông lớn. Đàn bà phải ở trong nhà. Cách sáng tạo ra cơ thể họ để chứng tỏ vậy. Vì họ có hông lớn, bàn tọa rộng để ngồi, làm việc nhà, sinh con và nuôi con. Xét đến vai trò của phụ nữ trong xã hội Việt Nam từ xưa, từ những nữ tướng như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Bùi Thị Xuân, vân vân, cho đến các bậc văn tài như bà Huyện Thanh Văn, bà Huyện Thanh Quang, Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, vân vân, và vai trò của phụ nữ trong những xã hội văn minh tiến bộ ngày nay trên thế giới, chúng ta thấy rằng quan điểm về phụ nữ trong đầu óc của những bậc thánh trong Công giáo, cũng như của những nhà lãnh tụ tin lành như Martin Luther, John Calvin, vân vân, đều thuộc loại bán khai, ngu si, vô trí. Cũng vậy, cũng vì vậy mà sự tin nhảm nhí vào phù thủy có thực trên thế gian, chỉ ở trong Công giáo mà còn trong tin lành. Thật vậy, Martin Luther, ông tổ của phản thể giáo Alistair, tin lành thực sự chỉ là tin dữ. Tin chắc cuốn thánh kinh là quyền tối uy cao, không cần ngại thiêu sống phù thủy. Ông ta cho phép thiêu sống 4 phù thủy ở Winterbeek. Ông ta phát biểu: tôi không hề có lòng thương các phù thủy, tôi có thể thiêu sống tất cả bọn họ. Và John Cowley 1545, đích thân chỉ huy một chiến dịch ở Geneva chống 31 người bị kết án là phù thủy. Calvin tuyên bố: Kinh Thánh dạy chúng ta là có những phù thủy và họ phải bị giết. Luật này của Thiên Chúa là một luật phải được áp dụng khắp nơi. Chắc quý độc giả cho rằng niềm tin
về sự có thực của phù thủy là phải thiêu sống họ chỉ có trong quá khứ, chứ ngày nay không còn ai nghĩ như vậy nữa. Không hẳn vậy. Sau vụ ngày 9 tháng 11 ở New York, trước ngày lễ Halloween 31 tháng 10 hàng năm, mục sư tin dữ hay gọi là tin lành Deacon Fred trong một bài giảng cho các tín đồ cho rằng bổn phận của người Kitô là phải giết sạch phù thủy ngay trong thời đại này. Thiên Chúa rất rõ ràng ở đây, thưa quý vị, ông ta không muốn cho các phù thủy sống. Chúng ta phải giết các phù thủy, nếu không chúng ta đang bất tuân lệnh của Thiên Chúa. Jesus sẽ vui mừng đến chảy nước mắt nếu ông ta từ trên đám mây cúi xuống và hít hà lên mùi thịt nướng của một phù thủy sống trong ngày lễ Halloween. Trong ngày lễ Halloween vào 31 tháng 10 mỗi năm, rất nhiều người ăn mặc giả làm phù thủy kéo ra chặt đường. Có phải là như vậy đã phá tan ngày sinh nhật nhỏ của Satan không? Hãy ca tụng Thiên Chúa vui mừng khi được hít hà mùi thịt nướng của một con người. Thật là xấu hổ vì chính quyền Mỹ đã ngăn cấm người dân không được thực hành lệnh trong Kinh Thánh là phải thiêu sống phù thủy. Sự tai hại của niềm tin vào những điều viết nhảm nhí trong Kinh Thánh thật đã rõ rệt. Ở nơi nào mà Kitô giáo, đặc biệt là đám tín lành cuồng tín, đám người tin tất cả vào uy quyền tối thượng của Kinh Thánh, nắm quyền thế tục, thì lịch sử đẫm máu của Kitô giáo sẽ lại tái diễn. Tất cả bắt nguồn từ niềm tin vào cuốn sách gọi là Kinh Thánh và nhân danh Thiên Chúa của họ. Do đó mọi người Việt Nam phải gia tâm bác bỏ đạo tin lành, một đạo hoàn toàn không thích hợp với người Việt Nam vì những niềm tin thuộc thời mang rợ bán khai của họ. Sau đây chúng ta sẽ hãy đi vào một số chi tiết về 300 năm săn lùng phù thủy của Kitô giáo, Công giáo cũng như tin lành, để thấy rằng chính giáo hoàng của Công giáo La Mã, các linh mục Công giáo, các mục sư tin lành và cả các trí thức Kitô giáo trong 300 năm tội ác ngập trời trên, thật sự mới là hiện thân của quỷ chứ không phải là người. Họ săn lùng tiêu diệt phù thủy mà họ cho rằng là ma quỷ theo sự tưởng tượng của họ, chứ thật sự không làm gì có phù thủy hay ma quỷ. Kết quả là họ hành động như những ác quỷ của thế gian. Thật vậy, chúng ta có thể đọc trên Internet đoạn sau đây trong bài Những đau phủ tàn ác nhất, những kẻ săn lùng phù thủy ở Âu Châu. Cuộc săn lùng phù thủy một cách điên cuồng đã làm chấn động Âu Châu trong những thế kỷ 15, 16, 17. Có thể đã không chứng minh được sự hiện hữu của những con quỷ siêu nhiên phù thủy, nhưng đã sinh sản ra một đám kỳ cục những con quỷ người. Những người săn lùng phù thủy, một tổ chức, những người bệnh hoạn tự cho mình là đúng và hiến thân cho cuộc săn lùng những đầy tớ gái của quỷ phù thủy. Điều đặc biệt nhất trong Kitô giáo, Công giáo cũng như tin lành là những con quỷ người này lại là thường là các linh mục, mục sư, nhà thần học, luật sư, y sĩ, vân vân. Trong Kitô giáo, những người tự cho là đã ở trong một hội thánh, thánh thiện, trong người trang đầy thánh linh, nhưng thực ra chỉ là những con người thường được mọi người khác cũng mê tín như giáo hoàng của họ, và gồm cả các mục sư tin lành nổi tiếng như Martin Luther và John Calvin. Đó là cái bài thứ 6 mình muốn chia sẻ đến với các bạn. Thì thông thường là những cái con người mà không có chịu đọc và nghiên cứu thì cái niềm tin nó mơ hồ. Và hình như những người mà theo đạo Thiên Chúa hay tin lành, họ vì đồng tiền bát gạo nhiều hơn là tìm hiểu cái giáo lý. Khi chúng ta làm con người có bốn, có hai con mắt, có hai lỗ tai, nhưng có một cái miệng, nhưng có cả một khối óc rất đồ sộ vi mô,
dù chúng ta học hết suốt cuộc đời, từ tấm bé cho đến tới năm 60 tuổi, thì cái bộ não của chúng ta nó cũng không có thể nào mà gọi là dư phải bỏ ra ngoài. Đừng nói chi mà nghiên cứu nó dư thừa, hoặc là nghiên cứu thì nó sẽ vô bổ. Bởi vì những cái thành phần mà yếu đuối về tinh thần cũng như đói cơm, khát áo, cho nên họ mới đi theo để cho có gạo mà ăn. Thì Việt Nam mình thì từ xưa đến giờ cái gì cũng có hết, tài nguyên cái gì cũng có hết, nhưng mà chỉ có thiếu một điều là thiếu ăn. Thời buổi nào cũng vậy, ngay cả giàu sang phú quý rồi cũng đói, cũng đói cái ăn cái mặc. Tôi nói không phải qua đủ có nắm hết, nhưng mà đây nói lòng tham. Đi làm từ thiện thì những cái nhà giàu đi xe Honda tới xin đồ, đi xe máy xịn tay ga tới xin từng gói bột ngọt, từng thùng mì, mình thấy nhục nhã quá. Có điều kiện thì nhường lại những người đói cơm rách áo, không đâu, lấy cho bằng được. Cái đó là cái bản chất của người Việt Nam mình, hay là lòng tham của cá nhân. Các bạn khi nghe câu này, các bạn tự trả lời cho mình đi. Dành với cái người nghèo, thật sự nghèo, điều rất là tồi tệ. Đằng sau mình sẽ làm phần cuối về lịch sử đen của Công giáo. Tới đây mình xin kết thúc tạm thời. Mến chào, tạm biệt các bạn.